Đây là một trụ đá thanh. Còn đây là trụ porite, đá porite các bạn ạ. Nhìn phía ngoài màu sushi gần như giống nhau. Nhưng khi các bạn đánh những trụ đá này ra thì ra màu, đây là những quả cầu đá porite khá màu, khá đẹp các bạn ạ. Đây, các bạn nhìn thấy. Hôm nay anh em nhà sàn sẽ chia sẻ về đá porite để các bạn hiểu sâu hơn về quả cầu đá porite. Đây là trụ đá thô porite các bạn ạ. Đá ngoài màu xanh nha. Porite thường cũng có màu tím, màu vàng nhạt các bạn ạ. Đây là trụ đá thô bạn nha. Và porite khi đánh bóng ra thì màu khá màu xanh vân trong, khá đẹp. Các bạn thấy anh em mang hai quả cầu đá porite ra để các bạn xem. Cũng có những vân thế này này để các bạn nhìn kỹ hơn này. Màu khá đẹp. Này màu xanh. Đây các bạn, bóng vân. Có những vân như này. Khá đẹp. Bóng. Về độ cứng thì thua đá thì anh các bạn ạ. Đá porite xanh có tác dụng giúp các bạn tập trung, cải thiện trí nhớ và mang lại cảm giác thư thả, thư thái các bạn. Theo các chuyên gia phong thủy thì các bạn để quả cầu ở trên bàn làm việc sẽ giúp tăng cường khả năng làm việc, hỗ trợ trong quá trình tư duy và sáng tạo. Các bạn có thể để phòng khách để tạo không gian sống hài hòa, ấm cúng và thu hút tài lộc. Và các bạn có thể để phòng ngủ để giúp các bạn ngủ sâu giấc hơn, giảm stress, mang lại cảm giác thư thái. Anh em nhà sàn nằm ngay thành phố Di An, Bình Dương, cách Sài Gòn 10m, chuyên chế tác các loại đá phong thủy khác nhau. Hôm nay thứ bảy, chị em nhà sàn đang tiến hành lau chùi các quả cầu có kích thước, hình dáng và màu sắc khác nhau. Đây là phía dưới nhà sàn. Nếu các bạn đến lên phía trên nhà sàn, đây là cầu thang anh em làm cho người Mơ Nông. Đây các bạn thấy, đi phía trái là lên trải nghiệm phía trên. Hoặc các bạn cần các loại vật phẩm phong thủy nào, hãy alo cho anh em sàn. Anh em có nhiều loại khác nhau. Anh em nhà sàn Tây Nguyên này. Xin chào và hẹn gặp lại.